Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với các trận đấu bóng chuyền hơi nữ. Giải bóng chuyền và bóng chuyền hơi tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Chúng ta đang trở lại với set thi đấu thứ hai. Trận đấu vòng bảng giữa nữ huyện Định Hóa và nữ công ty Thái Hòa Minh Đức. Ở set thi đấu thứ nhất, huyện Định Hóa đã chiến thắng công ty Thái Hòa Minh Đức với điểm số là 21-10. Lúc này hai đội đã đổi sân và chuẩn bị bước vào set thi đấu thứ hai. Sau khi đổi sân thì các nữ vận động viên của công ty Thái Hòa Minh Đức sẽ phía gần màn hình chúng ta đang theo dõi trong trang phục áo trắng vàng nhạt. Và phía bên kia sân sẽ là đội nữ huyện Định Hóa thi đấu trong trang phục áo màu vàng và đỏ. Set đấu này huyện Định Hóa sẽ là đội được phát bóng trước. Trận đấu bắt đầu. Kính thưa quý vị, đây là nội dung bóng chuyền hơi nữ, độ tuổi từ 30 đến 40. Vậy là sau một tình huống giằng co, thì điểm đầu tiên đã thuộc về các nữ vận động viên của Thái Hòa Minh Đức. 1-0. Định Hóa dứt điểm. Và đáng khen cho tình huống cứu bóng của các nữ vận động viên Thái Hòa Minh Đức. Không được. Một pha xử lý bằng chân của vận động viên áo 20 Thái Hòa Minh Đức. Bóng không qua lưới. Đổi điểm cho huyện Định Hóa. 1-1. Thái Hòa Minh Đức dứt điểm, bóng không qua lưới. Điểm cho huyện Định Hóa. 2-1. Ở set thi đấu thứ nhất, huyện Định Hóa đã chiến thắng các nữ vận động viên của công ty Thái Hòa Minh Đức với điểm số là 21-10. Có thể thấy là khoảng cách điểm số rất lớn. Tình huống dứt điểm, bóng về cuối sân. Và điểm cho Thái Hòa Minh Đức. 2-2. Tình huống phát bóng không qua lưới của vận động viên áo 20. Điểm cho huyện Định Hóa. 3-2. Thái Hòa Minh Đức có tình huống dứt điểm tốt. Điểm Thái Hòa Minh Đức 3-3. Điều hòa dứt điểm. Vẫn là các tình huống dứt điểm của vận động viên áo số 9. Luôn phát huy được hiệu quả của mình. Điểm cho huyện Định Hóa 4-3. Tiếp tục dứt điểm. Và bóng vẫn đang trong cuộc. Tình huống giao tranh khá dài giữa hai đội. Và điểm số trong pha bóng vừa rồi đã thuộc về các nữ vận động viên của Thái Hòa Minh Đức. Điểm cho Thái Hòa Minh Đức lúc này là 4-4. Kính thưa quý vị, để đón xem nhiều trận đấu hay nhất, quý vị hãy vui lòng nhấn nút đăng ký và chuông dưới góc màn hình để đồng hành với kênh trong thời gian tiếp theo. Kênh sẽ gửi đến quý vị và các bạn các trận đấu hay nhất. Và xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Dứt điểm.
Tình huống dứt điểm của vận động viên áo số 9 huyện Định Hóa, bóng đã không qua lưới. Và như vậy là Thái Hòa Minh Đức đã vươn lên dẫn điểm với điểm là 5-4. Tiếp theo là pha chắn bóng thành công của Thái Hòa Minh Đức. Khoảng cách đã được nới rộng 2 điểm cho Thái Hòa Minh Đức. Điểm số lúc này đang là 6-4. Như vậy là Thái Hòa Minh Đức đã có sự khởi đầu khá thuận lợi ở set thi đấu thứ hai. Sau một tình huống phát bóng ghi điểm trực tiếp, điểm lúc này cho Thái Hòa Minh Đức đã là 7-4. Nữ Huyện Định Hóa đã phải xin hội ý sau điểm thua với tôi. Có thể thấy ở set thi đấu thứ nhất, các nữ vận động viên của Huyện Định Hóa đã thi đấu sắc sảo và họ đã làm chủ được thế trận của mình. Chiến thắng với điểm số là 21-10. Nhưng bước sang set thi đấu thứ hai, lúc này Thái Hòa Minh Đức đã thi đấu ổn định hơn. Họ đang là đội dẫn điểm, điểm lúc này đang là 7-4. Hy vọng là Thái Hòa Minh Đức sẽ tiếp tục duy trì được phong độ của mình trong thời gian tiếp theo của set đấu này. Trọng tài đang kiểm tra các vị trí thi đấu của đội Thái Hòa Minh Đức. Như vậy trận đấu đã được tiếp tục. Điểm Thái Hòa Minh Đức phát bóng lúc này là 7-4. Tình huống dứt điểm. Tình huống dứt điểm, bóng đã ra ngoài sân. Và điểm cho Thái Hòa Minh Đức 8-4. Thái Hòa Minh Đức trong ít phút vừa qua đã vượt lên chính mình. Đáng tiếc tình huống xử lý của vận động viên áo số 8 bên Thái Hòa Minh Đức đã để bóng ra ngoài. Và đổi điểm cho nữ Huyện Định Hóa 5-8. Không được. Và xử lý bắt bước 1 của vận động viên áo số 5 Thái Hòa Minh Đức đã không thành công. Điểm cho Huyện Định Hóa lúc này đã là 6-8. Định Hóa dứt điểm. Bóng vẫn thông cuộc. Liên tiếp các tình huống giao tranh của hai đội. Và pha bóng vừa rồi, điểm đã thuộc về các nữ vận động viên của Thái Hòa Minh Đức. Điểm cho Thái Hòa Minh Đức 9-6. Định Hóa đánh bóng không qua lưới. Điểm 16 cho Thái Hòa Minh Đức. Thái Hòa Minh Đức chắn bóng ra ngoài. Điểm cho nữ Huyện Định Hóa 70. Chúc
xử lý bóng không qua lưới. Điểm tiếp theo cho Huỳnh Đình Hóa. Có thể thấy là từ đầu set đấu thứ hai, chúng ta quan sát theo dõi thì rõ ràng là các nữ vận động viên của Thái Hòa Mỹ Đức đã có các tình huống triển khai tấn công rõ nét hơn và đã phát huy hiệu quả. Trọng tài đã bắt lỗi vận động viên của Huyền Định Hóa trong tình huống tấn công vừa rồi. Điểm cho Thái Hòa Mỹ Đức lúc này đã là 12-8. Nỗ lực cứu bóng thành công. Như vậy là Thái Hòa Mỹ Đức có tình huống cứu bóng đầy cố gắng. Định Hóa dứt điểm. Và tình huống dứt điểm của vận động viên áo số 9 bên nữ Huyền Định Hóa đã phát huy. Điểm cho Huyền Định Hóa lúc này là 9-12. Thái Hòa Minh Đức dứt điểm bóng ra ngoài sân. Và điểm cho Huyền Định Hóa lúc này đã là 10-12. Thái Hòa Minh Đức đã phải xin hội ý sau điểm thua vừa rồi. Thưa toàn thể quý vị, đây là trận đấu độ tuổi từ 30 đến 40. Và để đón xem các trận đấu tiếp theo của giải này cũng như các trận đấu của giải sau thì quý vị hãy vui lòng nhấn nút đăng ký và chuông ở dưới góc màn hình, đồng hành cùng với kênh trong các mùa giải tiếp theo. Kênh sẽ gửi đến quý vị các trận đấu hay nhất. Thời gian hội ý đã hết và hai đội đang trở lại sân. Định Hóa phát bóng với điểm số là 10-12. Bóng lật lưới và Thái Hòa Mỹ Đức đã kịp xử lý. Dứt điểm. Định Hóa dứt điểm đầy quyết tâm. Một pha bóng khá mạnh. Và Thái Hòa Mỹ Đức phòng thủ đã để bóng ra ngoài. Điểm đã được rút ngắn khoảng cách cho Huyền Định Hóa lúc này là 11-12. Minh Đức dứt điểm. Không được. Và tình huống dứt điểm thứ hai của Thái Hòa Minh Đức đã ghi điểm. Điểm cho Thái Hòa Minh Đức lúc này đã là 13-11. Như vậy là pha phạt bóng vừa rồi của Thái Hòa Mỹ Đức đã bị trọng tài bắt lỗi vị trí. Vậy là điểm cho Huyền Định Hóa 12-13. Không được.
nỗ lực cứu bóng của vận động viên áo số 5 Thái Hòa Mỹ Đức nhưng đã không thành công. Điểm cho Huyện Định Hóa 13 đều. Vậy là Định Hóa đã cân bằng được điểm số của mình. Đánh không chuyền nào thắng được vẫn là thắng. Định Hóa dứt điểm. Một tình huống dứt điểm bóng đi khó. Và điểm số lúc này cho Huyện Định Hóa đã là 14-13. Định Hóa đã vươn lên sau một thời gian dài ở đầu trận đấu đã để Thái Hòa Mỹ Đức dẫn. Thái Hòa Mỹ Đức dứt điểm bóng ra ngoài. Điểm cho Huyện Định Hóa lúc này là 15-13. Vậy là pha bóng vừa rồi vận động viên áo 20 đã bị trọng tài bắt lỗi dính bóng. Điểm cho Huyện Định Hóa 16-13. Vậy là sau một thời gian dài của trận đấu này, Thái Hòa Mỹ Đức dẫn điểm thì lúc này đã để cho Huyện Định Hóa vươn lên. Mỹ Đức dứt điểm. Vận động viên áo 20 của Thái Hòa Mỹ Đức dứt điểm bóng ra ngoài sân. Điểm cho Huyện Định Hóa 17-13. Pha bóng vừa rồi trọng tài đã bắt lỗi của vận động viên Thái Hòa Mỹ Đức. Điểm cho nữ Huyện Định Hóa 18-13. Có lẽ là trọng tài đã cho rằng bóng không qua lưới. Định Hóa dứt điểm tốt. Vẫn là tình huống dứt điểm của vận động viên áo số 9 của đội tuyển nữ Định Hóa. Điểm cho Định Hóa lúc này đã là 19-13. Minh Đức hiện tại đang gặp khó khăn. Họ cần phải thi đấu tích cực hơn và tập trung hơn nữa mới có thể cân bằng được điểm số của mình ở trận đấu này. Tình huống dứt điểm tốt của vận động viên áo số 5 Thái Hòa Minh Đức. Và điểm cho Thái Hòa Minh Đức 14-19. Định Hóa dứt điểm. Pha bóng dứt điểm bóng đi về cuối sân. Vậy là điểm cho Huyện Định Hóa 20-14. Vậy là chỉ còn một điểm số nữa, Huyện Định Hóa sẽ chiến thắng ở set thi đấu thứ hai này. Thái Hòa Minh Đức đã để tuột mất cơ hội của mình sau một thời gian dài dẫn điểm ở set thi đấu. Và cuối cùng thì vận động viên của Huyện Định Hóa đã dứt điểm thành công. Điểm cho nữ Huyện Định Hóa lúc này là 21-14. Và chung cuộc thì nữ Huyện Định Hóa đã chiến thắng ở trận đấu này với tỷ số là 2-0. Như vậy là trận đấu này đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ gặp nhau ở các trận đấu tiếp theo. Quý vị hãy nhớ nhấn nút đăng ký và chuông ở dưới góc màn hình để nhận thông báo khi video mới được đăng tải. Xin kính chào và hẹn gặp lại.